Sáng ngày 20 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã có thông báo kết luận giám định nguyên nhân vụ cháy chung cư mini làm 56 người chết tại số nhà 37 ngõ 29/70, phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân. Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an đã có bản kết luận giám định nguyên nhân vụ cháy. Điểm xuất phát cháy nằm ở khu vực giáp tường phía nam, cách tường phía đông khoảng 2,3m, thuộc tầng một bên trong khu nhà ở nhiều căn hộ. Nguyên nhân gây cháy được xác định do chập mạch điện trên đường dây dẫn điện tại khu vực bình ắc quy thuộc phần đầu xe mô tô sử dụng động cơ xăng, loại xe tay ga, đặt giáp tường phía nam tầng 1 gây ra hỏa hoạn. Sau đó, lửa cháy lan vào khu vực cáp điện, các hộp công tơ điện gắn trên tường ở tầng 1 và cháy lan ra xung quanh dẫn đến vụ hỏa hoạn kinh hoàng làm 56 người chết. Thông báo từ Công an Hà Nội cho biết, trong 4 bình chữa cháy gửi giám định có 3 bình chưa được sử dụng, 1 bình đã được sử dụng. Vụ cháy chung cư mini xảy ra vào đêm 12 và rạng sáng ngày 13 tháng 9 gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khiến 56 người tử vong và 37 người bị thương. Ngay trong tối ngày 13 tháng 9, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với chủ chung cư mini này.